Tin giáo xứ Lái Thiêu. Ca đoàn giáo xứ Lái Thiêu mừng kính quan thầy Francisco Xavier. Giáo xứ Lái Thiêu long trọng mừng kính Thánh Francisco Xavier, bổn mạng ca đoàn giáo xứ Lái Thiêu. Thánh lễ đồng tế được diễn ra trang nghiêm xuất sắc với sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân giáo xứ Lái Thiêu. Vào lúc 17 giờ 30 thứ bảy ngày 8 tháng 12 năm 2018. Giáo sứ Lái Thiêu long trọng mừng kính thánh Francisco Xavier. Đây cũng là dịp ca đoàn giáo sứ Lái Thiêu mừng bổn mạng. Cùng đồng tế với cha sở Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh, có sự hiện diện của cha Simon Nguyễn Văn Thu, tổng đại diện, cha An -tôn Hà Văn Minh, quản hạt Phú Cường, cha Tô Ma Phan Minh Chắn cùng bà con giáo dân hiệp nguyện trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trong bài giảng lễ, cha An Tôn nhấn mạnh, bản chất giáo hội là loan báo tin mừng, giáo hội do chính Chúa Kitô thiết lập, được quy tụ những con người giống hình ảnh Thiên Chúa, đẹp đẽ, thánh thiện, hoàn hảo. Để tham dự vào sự sống đời đời, thì mỗi người chúng ta phải tiếp tục loan báo tin mừng bằng chính khả năng của mình để lương dân nhận biết Chúa và những kẻ nguội lạnh được quay về trong một đức tin, tình yêu. Ca đoàn giáo sứ Lái Thiêu đã dùng lời ca tiếng hát đem tâm hồn con người đến gần Chúa hơn, một việc loan báo rất có ý nghĩa nói gương thánh Francisco Xavier, mọi người hãy tiếp tục công việc của mình, cùng dọn lòng đón Chúa khi mùa Giáng sinh đã đến thật gần. Mọi người cùng hiệp lễ rất xuất sắc, cùng dâng lên Chúa những ý nguyện và cầu nguyện cách riêng cho ca đoàn giáo sứ Lái Thiêu, luôn cất tiếng ca tụng Chúa mỗi ngày trong đời sống mình. Sau thánh lễ, mọi người cùng chụp hình lưu niệm cùng dùng chung bữa tối trong tiếng hát đêm đông và ra về trong niềm hân hoan đón mừng chuối